Chiều ngày 22 và 23 tháng 7 đã diễn ra hội nghị Ban Thư ký Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ 6 khóa 10 dưới sự chủ trì của anh Bùi Quang Vi, Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam. Hội nghị diễn ra dưới hình thức trực tuyến với 26 điểm cầu. Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe anh Nguyễn Minh Chiết, Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam trình bày báo cáo tổng kết công tác hội và phong trào sinh viên năm học 2020-2021. Năm học 2020-2021 diễn ra trong tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, ảnh hưởng nhiều mặt đến đời sống và học tập của hội viên cũng như phương thức tổ chức các hoạt động tạo môi trường phát triển phong trào trong sinh viên. Song các cấp bộ hội đã chủ động xây dựng chương trình và chủ đề công tác hội đồng hành với sinh viên khởi nghiệp lập nghiệp, phong trào sinh viên năm tốt được duy trì ổn định, hoạt động tình nguyện vì cộng đồng, các hoạt động an sinh xã hội được triển khai thường xuyên liên tục gắn với hoạt động phòng chống dịch COVID-19. Việc thực hiện chủ đề năm học đồng hành với sinh viên khởi nghiệp lập nghiệp phần nào tạo được môi trường cho hội viên sinh viên phát huy tính sáng tạo, khơi dậy niềm đam mê trong tình hình mới. Bên cạnh đó, công tác xây dựng Hội Sinh viên Việt Nam vững mạnh tiếp tục có chuyển biến, đã thành lập mới được một tổ chức Hội Sinh viên Việt Nam cấp trường và hai tổ chức Hội Sinh viên Việt Nam ở nước ngoài. Thảo luận tại hội nghị, hầu hết các ý kiến đồng ý chọn chủ đề năm học 2021-2022 là Sinh viên Việt Nam tiên phong tương trợ thích ứng với dịch COVID-19. Theo đó, tập trung vào các nội dung thể hiện được vai trò tiên phong tương trợ của sinh viên trong việc hỗ trợ cộng đồng phòng chống khắc phục hậu quả dịch bệnh và sự thích ứng của công tác hội và hội viên với dịch bệnh. Kết luận hội nghị, anh Bùi Quang Huy, Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn đề nghị cán bộ hội các cấp nghiên cứu bổ sung thêm nhiều giải pháp tư vấn hỗ trợ thiết thực cho sinh viên, đặc biệt chú trọng tới các hoạt động cung cấp kiến thức, kỹ năng thực hành xã hội, việc làm trực tuyến, giới thiệu các chương trình học ngoại ngữ, học tiếng Anh, các hoạt động nâng cao ý thức rèn luyện sức khỏe, bồi dưỡng văn hóa tinh thần cho hội viên sinh viên.